Rồi. Rồi sẵn đây là bác sĩ Ngọc muốn nhắc lại cái quỹ của mình. Cái quỹ của bác sĩ Ngọc hiện giờ là được 71 triệu. Thì bác sĩ Ngọc có nói chuyện riêng với một vài y tá và một vài bác sĩ của bệnh viện Ung bướu sẽ đóng tạm ứng với mỗi ca là khoảng 5 đến 10 triệu, đóng tạm ứng cho các bé được bệnh viện giữ lại để điều trị, tại vì muốn điều trị thì người ta phải có tạm ứng, có tiền đóng tạm ứng. Những trường hợp nó nghèo đến nỗi không có tiền đóng tạm ứng luôn, thành thử là mình sẽ đóng tạm ứng cho bệnh nhân được nhận vô điều trị, và sau đó thì những mạnh thường quân khác họ cũng rất là thường xuyên đi thăm khoa nhi và họ sẽ cho tiếp bệnh nhân để mà điều trị tiếp các bạn. Thì với cái số tiền 71 triệu thì tôi có thể giúp được khoảng 10 bệnh nhân các bạn. Thì bắt đầu tháng sau, giờ là cũng đã hơn nửa tháng của tháng 7 rồi, bắt đầu tháng sau thì tôi sẽ bắt đầu đi đóng tiền tạm ứng cho những bệnh nhi bệnh mới và cần giữ lại bệnh viện điều trị mà không có tiền đóng tạm ứng đó các bạn. Xin chân thành cảm ơn thứ nhất là bạn Quang Vinh đã là ủng hộ mỗi tháng 10 triệu, nhưng mà bạn đã đưa trước cho bác sĩ Ngọc 6 tháng là 60 triệu. Xin chân thành cảm ơn anh Trung Dũng và chị Chi đã đóng góp 3 triệu. Chân thành cảm ơn chị vợ chồng em Lệ Giang đã đóng góp 3 triệu. Chân thành cảm ơn cơm tấm tấm tèo đã đóng góp cho quỹ 3 triệu. Và một những cái bệnh nhân mà họ đến khám và họ cũng để vô quỹ, tùy người có người 100, 250 thì thành ra là được thêm một ít nữa là 71 triệu. Bác sĩ Ngọc vẫn kêu gọi các bạn hãy đóng góp vô quỹ. Tôi chốt lại ngày hôm nay quỹ của bác sĩ Ngọc đang giữ là 71 triệu. Rồi, xin cảm ơn các bạn nha đã lắng nghe. Chào các bạn.